người đầu tàu, đó chính là người hội trưởng Nguyễn Quang Hường của chúng ta. Như chúng ta biết, anh Hường là một người rất có tâm huyết trong cộng đồng. Anh đã lăn lộn ngày đêm và tìm khắp mọi địa điểm để cho chúng tôi có những cái ngày buổi tập đấy. Và tôi chuẩn bị đến ngày tiếp này, thì ngày hôm nay đây, có mặt của chúng ta đây không thể không nói đến anh. Vì anh đã là người rất là tâm huyết không những cho cộng đồng chúng ta, và mong muốn cho các thế hệ tiếp theo của chúng ta sẽ có nơi vui chơi và có nhiều cái hiểu biết thêm về phong tục lễ Tết của Việt Nam chúng ta. Đến với chúng ta ngày hôm nay, Nguyễn Quang Hường có đôi lời tâm sự. Xin chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để đón bác Nguyễn Quang Hường. Chúng ta cùng người Việt tại Hanover. Thì và trong trang là nói về tôi cho hơn quá. Tôi đã dám lên về chạy ở đó và nói như thế này là nếu như không có một cái tập thể mà cùng nhau đoàn kết và làm việc ấy, thì một mình tôi cũng không làm được đâu. Tôi cũng rất mong mỏi là sẽ được mọi người ủng hộ. Thì hôm nay nhân dịp là chúng ta sắp có đón một mùa xuân mới về một cái Tết Canh Tí, thì trước hết là cho tôi gửi lời chào đến với tất cả mọi người có mặt hôm nay. Và điều mà tôi muốn nói là rất vui là thấy cái Tết của mình là rất đông đảo và con đến vui chơi, đặc biệt là có rất nhiều cháu từ thế hệ thứ 2, thứ 3 của chúng ta cũng rất là đông. Và mọi người chắc cũng chưa biết là hội cũng sắp sửa là 10 năm rồi đấy. Tức là thành lập là vào tháng 5 năm 2010. Thì bây giờ là năm 2020, chỉ còn vài tháng nữa là hội sẽ là được một cái tuổi 10. Thì chúng tôi cũng ngoài việc là tổ chức cho các bà con của mình cũng tham gia vào các cái hoạt động văn hóa của người Đức, đặc biệt là qua những cái tổ chức ở ngoài thành phố Hanover như Festival Tour, hoặc là ở bên chỗ Parkinson, để mà coi như là tạo điều kiện quen quan hệ với lại người Đức. Qua cái Tết này thì tôi xin gửi lời là chúc cho tất cả mọi người dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và đối với các anh chị mà làm doanh nghiệp thì chúc là luôn luôn được thành công. Và cuối cùng là để cho hai buổi tổ chức này được thành công thì cũng có rất nhiều mặt phải tổ chức. Thì mọi người cũng đã sốt sắng từ ẩm thực, trang hoàng, rồi loa đài, là mọi người cũng chung sức vào để mà làm. Thì tôi cũng xin thay mặt hội xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã hỗ trợ cho mặt này. Và sau cùng là xin chúc cho mọi người có một cái buổi liên hoan thật vui vẻ. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn Hường đã chính thức thay mặt hình đón năm mới của chúng ta. Vâng, để tiếp nối chương trình, cô Trang xin nhắc nhở các chú, các chị và các cháu có mặt trong phần 1 của chương trình năm lễ. Chúng ta dần chuyển về phía sau của sân khấu.